Hello, chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với kênh của mình và mình là Lạc, Lạc trong vui vẻ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thay đổi vận mệnh của bản thân sao cho đơn giản và hiệu quả nhất. Thì nói về cái chủ đề này á, thì chắc chắn mọi người không biết mình là ai thì mọi người sẽ nói, ừ cái con này là ai mà kiểu mình dám kiểu làm cái video chia sẻ về vận mệnh thay đổi vận mệnh mày có tốt hay không mà mày lại đi chia sẻ cho người khác đồ các kiểu như thế. Thì trước hết thì mình muốn nói một điều là mình làm cái video này mục đích đầu tiên là mình muốn ôn lại những cái kiến thức mình được học, được dạy và kiểu để củng cố lại cái tư duy, đồng thời cũng như là gọi là hữu duyên giao duyên cho những ai mà thật sự kiểu thấy những cái kiến thức này bổ ích thì mình share lên thôi. Nói chung là kiến thức không phải là của mình và mình chỉ là người chia sẻ thôi. Và nếu như hữu duyên các bạn nghe được cái podcast này và mọi người kiểu cảm thấy là những cái điều mà mình chia sẻ đúng thì mình có thể vận dụng áp dụng vào cái cuộc sống thực tế của mọi người để xem là cái cuộc sống của mọi người có thay đổi như thế này không, tin thế nào không nha. Thì á mình cũng áp dụng được cái, mặc dù á hồi xưa thì nó vẫn chưa mình cái nội dung mình được học á nó vẫn chưa được đầy đủ như cái nội dung ngày hôm nay mình biên soạn, nhưng mà mình cũng gọi là áp dụng một phần trong cái này thì mình cảm thấy là cuộc sống của mình nó cũng có tích cực hơn và kiểu nó cũng mình cũng được học hỏi và cởi mở hơn rất là nhiều về cái tư duy quan điểm sống hay cuộc sống. Thì á cái việc mà mọi người có tin vận mệnh, khi mà mọi người có tin, bao giờ tin là cái việc mà vận mệnh của chúng ta từ khi sinh ra đã được an bài chưa? Đối với mình thì mình có, nhưng mà thử hỏi là có thay đổi được vận mệnh hay không á, thì á vận mệnh là không cố định và nó luôn thay đổi nha mọi người. Ok, thì á trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hữu duyên giới thiệu với mọi người một vài các phương pháp thay đổi vận mệnh sao cho đơn giản và hiệu quả nhất. Hy vọng cái video này sẽ giúp ích được gì đó cho mọi người. Và nếu như mọi người có những cái phương pháp thay đổi giúp cuộc sống của mọi người trở nên tốt hơn, thay đổi vận mệnh tốt hơn thì có thể đặt để ở dưới phần bình luận của video này ngày hôm nay nha. Ok, thì mọi người lưu ý nha, thay đổi là kiểu có sự biến đổi đúng không, và cái vận mệnh thì nó có thể thay đổi tốt tốt hơn hoặc là thay đổi nó biến đổi trở nên xấu hơn đúng không ạ. Nhưng mà cái video ngày hôm nay của mình, tức là mình đang trong cái tâm thế là một cái người muốn thay đổi vận mệnh biến trở nên tích cực hơn nha. Và tất nhiên nếu mọi người có rất là nhiều cách làm cho cái vận mệnh của chúng ta xấu đi, ví dụ như mọi người xem tử vi rồi các kiểu nha, thì có một vài người kiểu khi mà người ta sinh ra cái lá mệnh của người ta thật sự rất là tốt, kiểu như là vinh hoa phú quý viên hiệu một đời, nhưng mà tại vì trong cuộc sống người ta sống kiểu hơi bị thất đức, với lại vi phạm luật trời hay là làm giao những cái nhân cực kỳ xấu, thành ra cái vận mệnh của người ta hậu vận tuổi trẻ thì nó rất là kiểu hơn trên một người dễ bạn, người kiểu rất là phong phong phú và kiểu tươi đẹp, nhưng mà tới cái hậu vận vì già thì người ta sẽ sống cực kỳ khốn đốn và khổ, chính vì cái hành động của người ta đã gieo những cái nhân xấu, thành ra khi mà cái phước của người ta được sử dụng hết thì người ta cuộc sống người ta trở nên cơ cực và cực khổ. Nhưng cái video ngày hôm nay thì mình chỉ muốn hướng đến cái cách thay đổi vận mệnh sao cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn thôi nha mọi người. Thì mọi người lưu ý hai cái quy tắc khi mà mọi người đang bắt đầu muốn thay đổi vận mệnh. Thì đầu tiên là mọi người nhớ giáo giúp mình hãy thay đổi bắt đầu từ bên trong, và sau khi mà thay đổi từ bên trong thì hãy thay đổi từ bên trong ra ngoài nha. Ok, thì người ta hay nói là tiên trách nghĩ hậu trách nhân, trước là phải xem xét lại bản thân mình xong mới xét lại người khác. Thì cái nguyên tắc thay đổi vận mệnh cũng vậy, trước hết là thay đổi từ bên trong chúng ta, sau đó chúng ta sẽ thay đổi từ từ trong bắt đầu phát triển ra bên ngoài nha mọi người. Đối với cái việc mà thay đổi từ bên trong thì mọi người phải thay đổi từ những cái gì mà chúng ta nạp vào bên trong người chúng ta, ví dụ thay đổi từ những gì chúng ta đọc, thay đổi từ những gì chúng ta nghe, thay đổi từ những gì chúng ta được thấy, thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn những cái phần này nha mọi người. Đối với những cái bị thay đổi, cách thay đổi những gì chúng ta đọc thì mọi người lưu ý đối với những cái nội dung mà chúng ta đọc hàng ngày, mọi người phải nhớ là nội dung chúng ta phải có sự lựa chọn, ừ cái này có giúp ích cho mình không, cái này cái nội dung có tích cực hay không, nếu như tích cực thì đọc, còn nói chung là cái cách thay đổi này thì nó phải chúng ta phải nó sẽ kỹ lưỡng hơn trong cái việc chọn lọc tiếp xúc khi mà chúng ta tiếp xúc với các nguồn năng lượng khác nhau, ví dụ mọi vạn vật đều là năng lượng và năng lượng đều là vạn vật. Đối với cái việc mà những cái con chữ ta chúng ta đọc vào trong đầu cũng vậy, nó cũng là một dạng năng lượng, chúng ta phải tiếp thu những cái nội dung tích cực này, nó có thể giúp phát triển tri thức và tâm thức của chúng ta, tạo động lực cho chúng ta có kiểu trở nên siêng năng chăm chỉ, sống có đạo đức, kiểu có động lực hướng về ngày mai hơn nè, hướng đến những cái điều thiện điều lành. Nói chung là khi mà chúng ta đọc những cái điều mà khuyên những cái lời khuyên làm điều lành tránh điều dữ thì
cái tâm thức của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta sẽ từ từ được thay đổi. Và khi mà chúng ta đứng trước những cái thử thách kiểu lựa chọn một là tốt hai là xấu, nhưng mà cái xấu thì nó có cái lợi, còn cái tốt thì đôi khi sẽ làm ảnh hưởng tới cái lợi ích tạm thời của chúng ta sẽ cân đo đong đếm. Và khi mà chúng ta đọc được những cái điều đó nó sẽ nằm ở sâu trong tiềm thức của chúng ta, thì khi mà đứng giữa những cái lựa chọn chân vân thì chúng ta sẽ có được cái lựa chọn đúng đắn hơn. Và làm điều lành tránh điều dữ, tức là cái nội dung mà chúng ta được đọc, chúng ta phải là cái những nội dung mà khuyên chúng ta làm lành tránh xa xa lánh điều dữ nha mọi người. Và cái những cái nội dung chúng ta đọc là chúng ta cái nội dung của nó sẽ phải khuyến cái chúng ta sống thiện, sống trở nên tốt hơn, biết bao dung, sống rộng lượng đủ các kiểu, biết dạy chúng ta cách làm người, cách ứng xử trong cuộc sống chứ. Và chúng ta phải cố gắng tránh xa ví dụ như là những cái thông tin đọc quá là độc hại này, những cái báo lá cải nó không có thông tin chính thống này, hay những cái drama quá là tiêu cực nhưng mà nó chỉ là cuộc sống người ta thôi, nó không có liên quan gì hết á, thì mình hạn chế dung nạp những cái đọc những cái thông tin tiêu cực vào đầu như mọi người, vì nó đã ảnh hưởng tới tâm thức và là suy nghĩ của chúng ta rất là nhiều, và làm cho cái nguồn năng lượng xung quanh của chúng ta sẽ trở nên tiêu cực hơn rất là nhiều. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp theo tới các phần thay đổi những gì ta nghe. Thì tương tự với cái việc mà thay đổi những gì từ những gì chúng ta đọc, thì cái nghe chúng ta phải chọn nghe điều tốt, điều tích cực, điều thiện, điều lành, chứ đừng có nghe những cái điều tiêu cực, những lời mắng miết, những lời mắng mỏ, hay là những cái việc chửi nhau rồi các kiểu. Thì mọi người phải cố gắng lựa chọn nghe những lời hay, ý đẹp, tránh nghe những nội dung có tính tiêu cực. Mọi người cứ mãi nghe những cái audio hay là những cái nội dung kiểu báo hay là thông tin báo chí mà kiểu nó quá là tiêu cực và nó dung nạp vào đầu mọi người, thì dần dần mọi người sẽ trở nên rất là tiêu cực luôn ấy. Hồi trước thì mình được học ở đâu đó một câu như thế này, thì bạn được cấu thành từ những điều không phải bạn. Và khi mà chúng ta được cấu thành, cái vận mệnh của chúng ta được cấu thành từ những điều không phải là vận mệnh, đúng không? Thì vận mệnh của chúng ta được cấu thành từ rất là nhiều điều, trong đó có những cái điều trong cái quá trình phát triển chúng ta, có những cái điều chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta thấy, thì nó sẽ dần dần hình thành những cái con người của mọi người, và hình thành kiểu nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái vận mệnh của mọi người rất nhiều. Vì vậy cách tốt nhất để thay đổi vận mệnh là thay đổi từ những gì xung quanh chúng ta, những cái mà thói quen sinh hoạt, những gì ta được đọc, được nghe, được thấy. Tránh nghe những cái nội dung có drama với lại kiểu nó không có thực, với lại kiểu nó có là tiêu cực với mọi người. Nghe những điều hay lẽ phải. Và chúng ta sẽ bắt đầu tới cái phần nghe những gì mà ta thấy nha mọi người. Mình ok, thay đổi từ những gì ta thấy. Thì ví dụ mọi người dạo gần đây thì có những cái game kiểu bắn nó súng kiểu chém giết nhau rồi đột kiểu cách vậy, đúng không? Thì mặc dù cái game đó mọi người có thể chơi giải trí, chơi ít thì được, nhưng mà chơi nhiều thì nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều tới mọi người. Tại vì hôm nào mọi người cũng cầm bắn súng bắn kiểu mọi người chơi quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng tới tâm thức của mọi người, cái tâm lý kiểu bạo lực chém giết đồ các kiểu. Mọi người chơi một hai ngày, một thời gian ngắn thì nó không ảnh hưởng nhiều đâu, nhưng mà mọi người chơi quá lâu, chơi quá dài, mỗi ngày dành thời gian cho nó quá dài thì dần dần nó sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ ám thị cái vào cái tiềm thức của mọi người, thành ra mọi người sẽ trở thành một cái người cực kỳ nóng tính, với lại cực kỳ kiểu có khuynh hướng bạo lực. Bây giờ mọi người mà để ý những cái bạn nào mà bị nghiện game rồi các kiểu, mỗi lần tức giận lên hay là cọc lên là kiểu thường hay từng chơi cái game, những cái game bắn súng rồi các kiểu, thì các bạn ấy thường hay có xu hướng là dùng kiểu những cái lời cay nghiệt này, những lời chửi thề, hay là những cái dùng hành động để gọi là tương tác đối phương ấy. Thì mọi người nên, nói chung là chúng ta có thể chơi để giải trí nhưng mà chúng ta nên hạn chế lại và đừng có chơi quá là lâu như mọi người. Trong những cái ứng dụng đó thì người ta cũng khuyến khuyến cáo là chơi quá 180 phút thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người. Ok, thì chúng ta phải thay đổi từ những cái gì chúng ta thấy. Ví dụ mọi người cứ suốt ngày ở trong nhà rồi các kiểu thì nó cũng không hay. Mình hồi trước mình cũng là một cái người hay ở trong nhà vì mình rất là thích ở trong nhà, nhưng mà cái mình ở trong nhà nha, nhưng mà mình cũng phải gọi cố gắng tìm kiếm hình ảnh tư liệu trên mạng kiểu xem nơi này nơi kia như thế nào, mình mở rộng cái thế giới quan của mình, không phải là chỉ dừng lại ở cái việc mình đi đâu đi đó, mà mình có thể thông qua cái việc mà mình nhìn tranh này, nhìn ảnh này, nhìn video này đâu các kiểu. Tất nhiên là nó sẽ không hiệu quả bằng cái việc mà mọi người tự bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình để nhìn ngắm thế giới, thử thách bản thân, giúp cho cái tâm lý chúng ta thêm can đảm kiên cường. Và khi mà chúng ta đến với một cái vùng đất mới thì chúng ta sẽ học hỏi được thêm rất nhiều điều hay, nhìn ngắm thế giới nhiều hơn, giúp cho chúng ta mở rộng cái thế giới quan của bản thân. Khi mà cái thế giới quan của mọi người được mở rộng ấy, thì mọi người sẽ được gặp người này người nọ này, mọi người sẽ học được nhiều cái văn hóa khác nhau này, mọi người sẽ gặp được, học được nhiều cái câu chuyện đời khác nhau, thì nó sẽ làm cho cái tư duy của mọi người trở nên mở rộng hơn. Và khi tư duy chúng ta thay đổi thì cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi nha mọi người.
đi nhiều, trải nghiệm nhiều. Nói chung là bạn đã cấu thành từ những điều không phải là bạn. Thành ra khi mà các bạn có, mọi người thấy là những cái người mà thường thường hay đi nhiều, trải nghiệm nhiều, thì người ta sẽ có cái vốn sống, cái vốn kinh nghiệm sống rất là phong phú và đa dạng. Và đó là một trong những yếu tố kiểu giúp người ta thay đổi vận mệnh đó, cuộc sống người ta bước thêm một cái rẽ ngoặt mới, tại vì người ta có vốn cái kiến thức đầy đủ này, nó được phong phú đa dạng hơn ấy. Quan sát và học hỏi, chúng ta cái việc mà chúng ta nhìn ngắm, chúng ta phải có không, mình không có khiến mọi người mang cái tâm lý là phải phê phán trong mọi chuyện mọi người gặp nha, mà chúng ta học cách quan sát với vai trò là một cái người ở ngoài, quan sát học hỏi chuyện này là gì, nguyên nhân là gì, tại sao kết quả lại dẫn ra như vậy, bài học cho cái điều mà mình nhìn thấy là gì. Nói chung là trên mạng hay nói cái câu đó, mỗi người ta gặp, mỗi người ta thấy, mỗi chuyện ta trải qua hay là mỗi chuyện chúng ta chứng kiến đều sẽ dạy cho chúng ta một bài học nào đó. Quan trọng là chúng ta học được gì thông qua cái việc chúng ta xem được, chứng kiến được cái sự việc ấy á mọi người, nhìn ngắm để chiêm nghiệm và học hỏi. Ok, thì chúng ta khi mà chúng ta đã thay đổi được cái phần bên trong thì á, chúng ta phải thay đổi từ suy nghĩ, lời nói và hành động. Tại vì á, khi mà có một bạn, cái vận mệnh của mọi người có tin vào cái luật nhân quả không? Tức là gieo nhân nào sẽ được gặp quả nấy. Mọi người gieo nhân tốt, mọi người sẽ gặp được quả tốt. Ví dụ khi mọi người gieo vào tâm thức của mọi người những cái suy nghĩ tiêu cực, thì mọi người sẽ nhận lại một cái đống quả, là sau này mọi người sẽ ập tới một cái đống quả là cái suy nghĩ của mọi người từ cực kỳ tiêu cực và mọi người dễ bị mê man, bị mất định hướng, hay là có những cái suy nghĩ nó rất là tiêu cực, thậm chí là nó cực kỳ cực đoan luôn. Lời nói cũng vậy, lời nói thì mình phải đầu tiên là suy nghĩ tích cực, lời biết nói lời hay nha mọi người, chúng ta nên biết nói lời ái ngữ. Lời nói ái ngữ thì mọi người phải đáp ứng cho mình ba tiêu chí là chân thiện mỹ. Nói lời ái ngữ không phải là mình kiểu thảo mai, mình kiểu nói lời giả dối, nói lời không biết sự thật. Điều đầu tiên mà chúng ta phải nắm được đó chính là phải nói, biết nói đúng sự thật. Và chúng ta chân thiện mỹ là cái lời nói khi mà chúng ta nói ra chữ thiện là phải mang cái tâm góp ý, mang tính xây dựng, muốn cho người khác tốt hơn, chứ không phải là vì ganh đua đố kỵ hay là muốn hạ bệ, ảnh hưởng tới uy tín danh dự của người khác. Và mỹ tức là tất nhiên có rất nhiều cách biểu thị khác nhau, thay vì mình nói là cái bạn kia xấu quá, kiểu mình chê nói là bạn này xấu quá, thì mình cũng có thể lựa những cái khuyết điểm, lựa những cái ưu điểm trên người bạn này. Mặc dù bạn này kiểu da không có được, mình không nói ra là da bạn không được trắng nha, nhưng mà mình quan sát cái điểm ưu điểm của bạn. Bạn có một đôi mắt to tròn rất đẹp, thì mình có thể thay vì chê là da bạn đen quá, thì mình có thể nói là bạn là mình ấn tượng bởi đôi mắt của bạn, là mình rất ấn tượng, đôi mắt của bạn rất là đẹp rồi các kiểu. Thì mình có thể chọn lọc lời hay mình nói, và mình mang cái ý thiện, mang ý thiện chân thiện mỹ, nói chung là đáp ứng ba tiêu chí thân chân thiện mỹ nha mọi người. Và tất nhiên là mọi người phải nhớ cho mình nha, cái lòng biết ơn, mọi người phải có cái lòng biết ơn trong tất cả mọi việc. Tại vì á, khi mà mọi người càng biết ơn thì cuộc sống của mọi người sẽ càng hạnh phúc. Tại vì sao? Mọi người biết bữa sau mình nếu có cơ hội thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thoát ra khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực nhanh nhất bằng nhờ lòng biết ơn nha. Ví dụ mỗi mỗi lần mà mình kiểu tiêu cực hay gì đó, thay vì mình tập trung vào cái nội dung tiêu cực là mình sẽ bước thì những cái suy nghĩ tiêu cực ra, để bắt đầu biết ơn ví dụ tay mình đang cầm cái điện thoại đúng không, mình biết ơn, con biết ơn vì con đã có tay để bấm điện thoại này, con biết ơn vì con có điện thoại để dùng này, con biết ơn vì wifi, con có wifi để dùng, cái đèn đang chạy đúng không, còn mình nhìn thấy cái đèn mình sẽ nói là con biết ơn vì con có cái đèn để dùng, con biết ơn vì con mình đang lạnh mình đắp đắp chăn thôi, con biết ơn vì con có chăn để đắp để con không bị lạnh. Thì ấy, khi mà mọi người biết ơn ấy, khi mà mình thực hiện cái lòng biết ơn, mình nhận ra hóa ra cái thế giới quanh mình, những cái điều mà mình tưởng là rất là bình thường, hóa ra là thật sự rất nhiệm màu. Ví dụ nha, nếu như mà không có cái những cái chỗ mà kiểu lắp điện lắp đồ thì làm sao mình có đèn để dùng, nếu như mà không có cái công ty sản xuất điện thoại kiểu lắp ráp phụ kiện đồ thì làm sao mình có điện thoại để dùng, nếu như mà không có những cái người cống hiến ở thế hệ đi trước, người ta nghiên cứu ra wifi đồ các kiểu, thì wifi đâu cho mình dùng, mình đi làm việc hay là mình nhắn tin với bạn bè, mình liên lạc với ba mẹ mình đúng không. Thì những cái gì mà chúng ta đang có thật ra vốn dĩ nó là một phép màu rồi, nhưng mà tại vì mọi người cứ bình thường hóa hay là mọi người xem nhẹ những cái thứ mọi người mình đang có, dẫn đến cho cuộc sống của mọi người càng trở nên bất hạnh. Thế nên mỗi lần mà mọi người tiêu cực, mọi người cứ vứt tạm dừng lại, nhìn ngắm xung quanh một lượt xem mình đang có những gì, dù là những cái điều cơ bản nhất, mọi người sẽ hãy cứ thực hiện làm biết ơn cho mình. Ví dụ con biết ơn vì con có thể thở được này, con biết ơn vì con có thể nói được này, tại vì đâu đâu phải ai trên đời này cũng có thể nói được đâu, con kiến có biết nói, con kiến có nói được đâu, con kiến có dùng wifi được không. Những cái gì mà mình đang có là những cái phép lành rồi, nên mình phải luôn có lòng biết ơn trong mọi việc, hành động tích cực. Khi mọi người nói chung á, cái hành động
những suy nghĩ, lời nói, hành động đó đều là những cái nhân mọi người phát ra, đều là những cái nhân mà gieo xuống để trồng 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 cây sau này mọi người sẽ được gặt quả, đặc biệt là hành động. Khi mọi người trao đi những cái hành động tích cực, những cái hành động thiện lành, những cái hành động có cống hiến cho gia đình và xã hội để mang lại cái giá trị tích cực cho cuộc đời thì mọi người, thì cái vũ trụ này người ta sẽ, vũ trụ sẽ đáp lại cho mọi người, sẽ khi mà quả nó nở, nó đủ duyên đủ cánh rồi nó nở ra thì mọi người sẽ gặt được quả tốt. Thì chúng ta phải nói chung là suy nghĩ, lời nói và hành động, chúng ta phải nói những điều tích cực, những điều hay và những cái điều mang tính xây dựng tốt, giúp ích cho cộng đồng và xã hội, và biết sẻ chia và cống hiến nha. Tại vì sao chúng ta phải sống sẻ chia và cống hiến? Khi trong trong bất kỳ trong hai cái tôn giáo mà mình nghiên cứu thường xuyên á, đầu tiên là về công giáo, hay là bên Phật giáo nha. Bên Phật giáo là có câu vạn vật đồng nhất nhất thể, tức là tất cả chúng sinh đều đều là một, tôi là bạn, bạn là tôi. Thì khi mà mình giúp giúp cho người khác hạnh phúc thì cũng chỉ chính là đang giúp cho người chúng ta hạnh phúc. Thì bởi vậy mình cảm chắc là mỗi lần mà mình đi đi làm từ thiện hay là cống hiến giúp được cái giá trị được cho ai đó thì mình cũng cảm thấy mặc dù người ta sống tích cực hơn, mình chả nhận được cái gì, nhiều khi còn bị mất mất tiền mất bạc nữa, nhưng mà mình cảm thấy là rất là vui, mất tiền mất bạc mất thời gian, nhưng mà mình cảm thấy là hạnh phúc từ trong tâm luôn ấy. Thì đó là giá trị của sẻ chia và cống hiến. Thì trong công giáo cũng vậy, hội thánh là kiểu là một cái gì, là một chi thể hoàn chỉnh kiểu kỳ. Nếu như cái này có nói sai thì mọi người thông cảm nha, tại vì lâu rồi mình cũng chưa ôn lại đấy. Rồi nếu như mà có nói gì về những cái kiến thức liên quan về công giáo, tôn giáo mà mọi người sai, thì nếu như nói sai thì mọi người có thể góp ý ở dưới phòng bình luận để mình sửa nha. Ok, thì chúng ta sẽ khi mà đi đến những cái phần thay đổi từ bên trong rồi thì mình sẽ bắt đầu thay đổi từ bên ngoài. Thì á, chúng ta có thể thay đổi môi trường nha mọi người. Mọi người không biết cái tầm quan trọng của việc môi trường của mọi người có ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người như thế nào đâu. Tại vì á, một người mà có vận mệnh không tốt một phần cũng đến từ môi trường rất là nhiều nha. Khi mọi người sống trong một cái môi trường nó quá là tiêu cực và nó quá là nhiều thị phi, hay là nhiều cái sự oán thán ganh đua, hay là mọi người cứ sống trong cái một môi trường nó không quá sạch sẽ, nó rất là bẩn kiểu, thì cái năng lượng của mọi người kiểu những cái trường năng lượng đó nó rất là thấp, thành ra cái tần số năng lượng của mọi người trong đủ cũng rất thấp. Bởi vậy nha, khi mà một người hai cái người mà kiểu mang cái lá số tương tự nhau, ví dụ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ nha, nhưng mà kiểu nếu như mà một người kiểu từ ở nơi A xin xin cùng một lúc thôi nha, nhưng mà ở nơi A quyết tâm chuyển ở sang một cái môi trường mới B, môi trường mới B này người ta kiểu rất là tích cực, môi trường tạo nên nhiều cơ hội phát triển và môi trường tích cực, thì cái vận khí của người ta sẽ được chuyển dần. Và khi mà người ta biết tập trung tu, tinh tấn tu tập, hay là biết sống tốt, sống có đức, biết phát triển bản thân và giúp đỡ mọi người, thì cái vận mệnh của người ta thay đổi. Bởi vậy mọi người thấy là kiểu có những cái người hồi xưa ngày trẻ nha, cái vận mệnh của người ta thật sự rất là khốn đốn, nhưng mà khi người ta xa xa hương, kiểu xa quê hương để mà kiểu đi đi làm này làm nọ, thì người ta đã chuyển tới một cái môi trường mới. Thì khi cái môi trường mới nó khá là phù hợp và nó kiểu có nhiều cơ hội cho người ta, thì người ta đổi đời là như vậy. Thì một phần là cũng môi trường, thì nếu như một người đang sống trong một cái môi trường quá là tích cực, hay là nó đang kìm hãm với sự phát triển của mọi người nha, thì nếu như có điều kiện thì mọi người hãy tìm đổi tới một cái môi trường mới, hoặc là chúng ta không cần đổi ở đâu xa mà mọi người, ví dụ cái nếp sống của mọi người kiểu nó có hơi bừa bộn ở trong phòng, kiểu quần áo thì lung tung, giày dép thì bừa bộn, hay là áo quần thì bứt tùm tà la, hay là sách vở nó bị nó bị lung tung lang tang, thì mình cố gắng dọn dẹp lại nhà cửa, dọn dẹp lại nhà vệ sinh đồ các kiểu. Tại vì tất cả những gì xung quanh mọi người đều là những cái đều phát ra tần số năng lượng và nó kiểu tương tác qua lại, nó tác động tới mọi người. Mọi người thứ hai là thay đổi mối quan hệ. Mọi người có nghe câu à, cái hồi xưa có ai nói cái câu mà hãy cho tôi biết năm người mà bạn thường xuyên, kiểu năm người bạn thân nhất của bạn là ai, thì tôi sẽ nói bạn cho biết bạn là người thế nào. Chỉ ví dụ cái mối quan hệ nha, ví dụ bạn mọi người có để ý hay không, mọi người là nhân viên thì bạn bè của mọi người sẽ thường là nhân viên, mọi người là giám đốc thì bạn bè của mọi người thường là đối tác, là giám đốc, hay là những cái nhà tổng giám đốc, phó tổng đốc các kiểu. Bạn là tỷ phú thì bạn sẽ chơi với tỷ phú hoặc triệu phú. Bạn là người nghèo thì đa số bạn bè của mọi người thì cũng là cái tầm lớp tương tự. Thì ý là mình không có mang tính là phân biệt, ý là mình nói nếu như các bạn muốn thay đổi vận mệnh của mọi người, nếu mà cảm thấy là những cái mối quan hệ xung quanh mọi người quá là tiêu cực, thì mình hãy thử tạm thời chấm dứt và cắt đứt những cái mối quan hệ đó, và mình đổi môi trường, đổi các mối quan hệ mình quen biết bạn bè có chọn lọc hơn, mình tìm thầy cũng như là tìm thầy học đạo ấy mọi người, ý là tìm những cái kiểu người hướng dẫn này, tìm thầy cô này, những cái người hữu duyên cho mọi người, kiểu mình kết giao bạn bè tốt này, thầy cô giỏi này, thì
dần dần thì cái tư duy của mọi người sẽ thay đổi, tư duy thay đổi thì cuộc sống của mọi người thay đổi. Ngoài ra khi mà mọi người gặp những cái mối quan hệ được những cái thầy lành bạn tốt, mối quan hệ thiện hành ấy, thì thậm chí người ta còn giúp đỡ mọi người rất nhiều, thậm chí còn mang lại cho mọi người từ cái cơ hội việc làm cũng như là cơ hội thay đổi vận mình. Ví dụ như là người ta giao duyên cho mọi người đi học tham gia một cái khóa học nào đó, và mọi người đi học cái khóa học về xong mọi người kiểu phát ngộ, kiểu như là được giác ngộ ra, kiểu cái tâm thức mọi người thay đổi luôn và cuộc sống của mọi người từ đó thay đổi. Đó là những cái chuyện mà có thật nha mọi người. Thay đổi cách ăn mặc. Thì cách ăn mặc mọi người cứ tưởng tượng nha, mọi người ra đường mà mọi người ăn mặc xì xòa, hay là kiểu ăn mặc mà kiểu người mấy ngày không tắm hay là gì đó, trong kiểu ăn mặc xì xòa, tóc tai thì bờm sờm, thì nó sẽ tỏa ra cho mọi người cái nguồn năng lượng rất là tiêu cực, cũng như là khiến cho cái đối tượng mà kiểu mình đang kết giao kiểu người ta cảm thấy là không được tôn trọng, hay là người ta cảm thấy xem không xem trọng mình cho lắm ấy. Thì mình có thể ăn mặc không phải là mặc ăn mặc hàng hiệu hàng đắt tiền thôi, nhưng mà mình phải thay đổi cái ăn mặc sao cho nó lịch sự, nó chỉnh chu nhất trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt lúc khi mình đi làm việc, mình đi học tập đồ các kiểu. Hoặc là thay đổi ngoại hình, thay đổi ngoại hình mình không nói tới cái việc mà thay đổi về cái phần thẩm mỹ nha, mình dùng thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình nha, mà mình có tất nhiên là cái phần thay đổi thẩm mỹ, dùng thẩm mỹ để thay đổi cái vận của mọi người cũng có, nhưng cái này thật ra có rất nhiều cái nội dung ẩn còn khuyết mà mọi người không biết ở phía sau, nên mình không, trước mắt thì mình không có khuyến khích mọi người là sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi vận mệnh nha mọi người, tại vì tất cả đều phải trả giá hết. Nên là mình có thể thay đổi ngoại hình từ những cái điều nhỏ nhặt, ví dụ tóc tai mọi người hơi bết này, mọi người cố gắng chăm chăm da kiểu dưỡng tóc cho đầy đủ này, thay đổi nè, ví dụ mặt mọi người mụn quá thì mọi người cố gắng trị mụn hoặc là ăn uống điều độ lại nè. Ví dụ như là tay chân của mọi người kiểu móng tay thì nó dài và nó đen đồ các kiểu, thì mọi người cắt bớt đi, làm sao cho ví dụ mọi người kiểu da mọi người thấy tự ti sần sùi đồ các kiểu, thì mọi người cố gắng dưỡng da đi, thì khi mà mọi người cảm thấy mọi người đẹp hơn á, cái tần số năng lượng mọi người sẽ thu hút những người đẹp và những người giỏi hơn. Đó đó là những cái điều mà mình chứng kiến, mình đã từng trải nghiệm rồi, nên mình muốn chia sẻ đây cho mọi người. Tiếp theo là thay đổi tư duy. Mọi người nhớ giúp mình nha, khi mà chúng ta thay đổi tư duy thì chúng ta sẽ thay đổi dần hành vi, từ hành vi chúng ta sẽ thay đổi dần dần thói quen, và thói quen là một trong những cái thứ mà chi phối cái vận mệnh mọi người nhiều nhất. Ví dụ mọi người có cái thói quen ngủ muộn không thì nó rất là hại thận hại da đồ các kiểu, thì mình có thể muốn thay đổi vận mệnh trước hết là phải thay đổi tư duy rồi thay đổi hành vi. Mình biết là cái điều này là không không tốt này thì mình sẽ thay đổi, và từ cái tư duy mình biết không tốt rồi thì mình sẽ thay đổi lại. Ngủ thức khuya là không tốt thì mình sẽ cố gắng ngủ sớm hơn, từ 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 là thành lập, chúng ta sẽ thành lập cái thói quen là ngủ sớm, thì dần dần ấy, khi mà mọi người thay đổi cái thói quen ấy, thì cái sức khỏe của mọi người nó sẽ càng ngày được một cải thiện hơn, thì dần dần ví dụ nha, hồi trước là đáng lý ra mọi người sẽ bị suy thận tại vì thức khuya quá nhiều, nhưng mà tại vì do mọi người đã biết thay đổi hành vi, biết chăm sóc sức khỏe, thay đổi thói quen rồi các kiểu, thì mọi người cái căn bệnh suy thận của mọi người sẽ không được xảy ra. Thì ví dụ trong lá số tử vi có nói là kiểu có, mọi người không biết mọi người có tin hay không, những cái này thì không có khuyến khích mọi người đi xem tử vi hay gì nha, nhưng mà những cái này là có thật. Tức là ví dụ trong mình đã định là mọi người sẽ bị suy thận, nhưng mà nhờ cái những cái sự thay đổi của mọi người dẫn đến cái việc mọi người tránh được cái bệnh suy thận, đó là một trăm chính chính xác là cái vận mệnh của mọi người đã được thay đổi rồi đó. Thì đó là những cái nội dung mà mình học được, cách đó là những cái cách mà thay đổi vận mệnh kiểu nó đơn giản. Thật ra cái đơn giản ở đây là nói về mặt lý thuyết thì nó khá là đơn giản, nhưng mà vận mệnh có thay đổi khó hay không, nếu như mà nó khó thì khó thật, khó ở chỗ là tại vì chúng ta lười, chúng ta không chịu hành động, chúng ta không chịu tìm kiếm nghiên cứu cách thay đổi vận mệnh. Mọi người mà có thấy ai khổ, những ai khổ mà người ta kiểu chủ đi tìm cách nào để thay đổi vận mệnh không, kiểu đa phần ấy, những cái người mà sống cực kỳ khổ, người ta đa phần là đều oán thán cuộc đời, kiểu than trách cuộc đời, than thân trách phận, chứ người ta chả bao giờ mà kiểu đi tìm hiểu. Giờ thì cái trên mạng thì cái gì cũng có, mọi người chỉ cần search cách thay đổi vận mệnh hay là những cái mẹo giúp cải thiện vận mệnh. Tất nhiên trên mạng mà kiến thức thì nó rất là bao la, và có cái đúng và có cái sai, có những cái mà thật sự thì có những cái phương pháp thay đổi vận mệnh rất là cực đoan luôn. Mình không tiện chia sẻ trên đây, tại vì mình được dạy khá là nhiều việc những cái cách này, nhưng mà mình chỉ chọn lọc ra những cái gì mà nó gần với thực tiễn nhất, nó đi với đúng pháp và cái đúng với cái quy trình vận hành của cái thế giới này mình mới chia sẻ ra. Còn có những cái phương pháp cải vận nó thật sự rất là cực đoan, mình không dám chia sẻ đi, tại vì mình chia sẻ là thành hại mọi người, tại vì kiểu được cái này thì mình phải mất cái kia, mình phải trả giá nhiều. Tất nhiên là cái này, cái phương pháp này mọi người có trả giá không, có chứ. Ví dụ như mọi người muốn cải vận mình đúng không, thì thay vì mỗi ngày mọi người kiểu dành thời gian ham chơi vui chơi hám
tám chuyện, nghỉ ngơi chu chu thì chúng ta phải rèn chúng ta trong một cái sự kỷ luật hơn, là chúng ta phải chọn lọc những gì chúng ta đọc, những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta thấy, chúng ta kén chọn hơn trong cái việc kết bạn. Thì cái này cũng khá là mất mất thời gian rồi các kiểu, nhưng mà mọi người tin mình đi, cách cách thay đổi vận mệnh, những cái phương pháp này, những cái phương pháp mình tin tưởng và chọn lọc rất là nhiều. Tất nhiên những cái kiến thức này mình nói rồi không phải là của mình, đây là những cái mà mình được sưu tầm, mình được dạy, mình được học. Thì mình kiểu thứ nhất là mình muốn ngồi lên đây, khi mà mình biết là khi mà chúng ta dạy chia sẻ, mình dạy lại không phải là dạy, nhưng mình chia sẻ kiến thức này cho người khác ấy, thì mình cũng một lần nữa được ôn tập. Nên kiểu tại cả hai kiểu cả hai cùng được lợi thì tại sao mình lại không làm chứ, mình cũng không có ý là kiểu lên đời lên mạng hay là dạy đời với bất kỳ ai đâu. Thì đó là cái nội dung mà mình muốn chia sẻ. Thì cảm ơn mọi người đã kiên trì và lắng nghe đến đây, mình rất là biết ơn vì mọi người đã chọn nghe số podcast này. Và hy vọng sau khi mà mọi người nghe xong cái số podcast này thì mọi người sẽ lưu lại và kiểu gọi là có những cái cải tiến trong cái hành vi, tâm thức, suy nghĩ của mọi người, để cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt hơn. Thì mình chúc mọi người kiên trì nghe đến đây một ngày vui vẻ và một đời bình an. Còn bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.